Hello, xin chào cả nhà. Hello everyone. Xin chào các chị. Em Hiền xin chào cả nhà. Rồi cả nhà ơi, hôm nay thì em Hiền sẽ lên cả đồ lót và lên cả set bộ nhá. Set bộ thì đợt này nhà em Hiền cũng sắp nghỉ bán rồi, sẽ còn một ít mã nữa thì em thì sẽ dọn kho, em sẽ đóng kho luôn và sẽ không lên set bộ nữa. Vậy nên là bác nào đang muốn săn set bộ nhà em thì này, tranh thủ mình săn sớm, bởi vì là mình mua từ bây giờ thì mình sẽ vẫn còn mặc được 1-2 tháng Tết, một hai cái tháng rất là lạnh nữa đấy cả nhà. Áo ngực dành cho ngực nhỏ, ok, thì các chị muốn lên áo ngực thì em thì sẽ lên áo lót cho các chị nhá. Áo lót đợt này em thì đang có rất là nhiều mã mới, và đồng thời nhiều mã mới thì cũng có rất rất nhiều mã đang được sale với cái giá cực kỳ sốc luôn đó cả nhà ơi. Ví dụ như là có C4 này, C1 này, C12, V8, C2 đều là những cái mã mà đệm nó dày và kiểu như dành cho ngực bé bác sinh ơi là xinh. Và đặc biệt là em hiện có C50, thông báo các bác là có C50 em sắp hết hàng nha. Một em áo cài trước rất là xinh, nâng đẩy nhiều. À, ok cả nhà ơi, cho mình xem một nút thả tim được không ạ? thả tim một cái đi nào. Cho mình xem một nút thả tim đi nào. Ta phải xem quần lót cả áo, ok chị, quần lót hôm nay mình cũng sẽ giảm một vài mã nhé. Hôm nay mình sẽ giảm một vài mã quần lót nha. Bây giờ em thì sẽ lên áo lót trước đúng không ạ? Hay là các chị muốn lên quần lót trước, mọi người comment đi ạ. Hôm nay mình sẽ làm một cái chương trình, mình sẽ xem một vài mã quần lót. Mình mấy hôm nay thì các chị hay hỏi là Hiền ơi, quần lót thì Hiền đợt này nhiều quần gen đẹp quá, mà mua một set 5 cái thì nó nhiều quá, bây giờ phải thích 2-3 set thì nó rất là khó mà mua nhiều, mặc nó không có hết. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ làm một cái chương trình sale, em sẽ gộp 5 mã quần lót lại, em sẽ sale trong, em sẽ làm một cái, làm thành một set, em thì sẽ có một cái giá cực kỳ tốt cho các chị nha, sẽ đầu like nha. Cái này chị áp dụng cho các bác mà chốt đơn trên live stream nhà em Hiền thôi, và cái set này thì nó có rất là ít này, đây 1-2 mã rồi đúng không, mình sẽ gộp 5 set quần lót ren lại, mình sẽ sale một mã quần ren đi. Đây mình sẽ ấy như thế này, mình sẽ làm hai chương trình nhá cả nhà nhá, sẽ làm một cái đâu rồi, đợi em một tí xíu này, hai cái quần, ba cái quần rồi, rất là đẹp đây mọi người ơi, đợi em một tí sẽ làm một cái chương trình áo lót để em một tí xíu nhá. Bây giờ hôm nay ngày buổi trưa ngày hôm nay đi, em thì sẽ rất là lâu rồi, cái này thì em khá là lười bán nhé, tại vì là bây giờ cái này tách set ra nó rất là mất thời gian, vì một set quần nhà em hiền đã gọi là tính thành một set, các bạn đã đóng vào một túi là 5 quần rồi, là một set rồi, rất là đẹp rồi, bây giờ lại phải tách ra thì nó rất là mất thời gian. Nhưng mà ngày hôm nay nhé, chỉ dành cho các bác chốt đơn trên live thôi, cái này em Hiền không có chốt đơn trong ebook đâu các chị ạ. Cái này thì em Hiền sẽ chỉ ưu đãi dành cho mọi người chốt đơn ở trên live của nhà em Hiền thôi, là em sẽ bán là một set sẽ là 5 chiếc quần khác nhau. Đó, chỉ có duy nhất trên live ngày hôm nay, mọi người tranh thủ chốt nha. Đợi em một tí xíu, em sẽ gộp 5 mã lại và em sẽ có một cái giá gọi là cực kỳ ưu đãi cho các chị. Đây mọi người, em một tí em treo nốt cái con quần này và em sẽ làm một cái chương trình sale quần lót cho các bác. Áo ngực dành cho ngực nhỏ đấy, em xíu lên trên mình xin nút thả tim. Đây 3 quần rồi, đi tìm đủ 5 mã quần mình sẽ gộp lại thành một set đi. Đây 5 mã quần mình sẽ gộp lại một set đi, 1, 2, 3, 4 rồi, đợi em một tí xíu nha. 5 mã quần mình sẽ gộp lại thành một set, em sẽ sale cho các chị. Đây là 5 mã quần như thế này. Đó, vừa có quần ren lại vừa có quần su, nó rất là đẹp luôn. Ok, làm 5 mã quần này đi. Dưới 60 cân các chị mặc vừa cho em thì là áo, cái set Kevin của em thì là đang mặc là có mút nhá chị nhá, nó sẽ có mút nhẹ nhẹ một tí xíu á. Cái này thì ngực bé hơi to các chị đều mặc ok hết. Rồi cả nhà ơi, em thì sẽ gộp 5 cái set quần lót ren này rất là đẹp. Trong này nó có cả quần su mặc rất là mát và mặc có cả quần ren rất là xinh. Cái này dành cho những chị nào mà có cân nặng từ 40 cân đến 60 cân là mình sẽ mặc vừa được cái con quần này.
Đây một set của em Hiền thì bình thường là em sẽ bán lại, em sẽ đọc mã một set thì đâu đó nó sẽ là 5 chiếc quần cùng một mã và nó sẽ là khác màu thôi. Nhưng ngày hôm nay em sẽ gộp 5 mã lại, 5 mã quần lại và em sẽ là lấy một mã là một chiếc quần màu ngẫu nhiên, em sẽ ship cho các bác, em sẽ tách lại thành một set. Cái chương trình này chỉ có khi mà em Hiền hứng lên thì em Hiền mới làm thôi, chứ không phải là ngày nào chốt đơn em Hiền cũng bán như vậy. Và rất nhiều hôm khách hàng cũng hỏi là Hiền ơi có bán một lẻ 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 một cái không, chấp nhận mua với giá là 50.000 một cái nhưng em Hiền cũng không bán. Nhưng ngày hôm nay em Hiền sẽ tách gọi là 5 mã quần. Thì 5 mã quần này thì em Hiền đang bán là, có cái thì em Hiền đang bán là 190.000 năm quần, cái em Hiền đang bán là 175.000 năm quần. Nhưng hôm nay mình sẽ để một cái giá nó tốt hơn và em sẽ tách set riêng ra. Đây cái set đầu tiên này, một cái con quần ren nó rất là, cái con quần này thì mặc rất là mềm. Quần này đây là chiếc quần mà em Hiền đang mặc nhiều nhất luôn, mã của nó là Q26 đó cả nhà. Con quần tiếp theo là con Q62 thì mấy cái mã này em Hiền đang bán là 180-175.000 một quần. Đây có con quần này em Hiền đang bán là 190.000 năm quần này, quần này cũng đang bán 190.000 năm quần này, quần này đang bán 175.000 này, quần này đang bán 175.000 năm quần này, con quần này cũng 175.000 năm quần. Nhưng mà các bác comment thì em Hiền làm mã 00 và để lại số điện thoại cho em, các chị hiểu không ạ? Em sẽ lấy làm 5 mã, 5 chiếc khác nhau, 5 màu khác nhau, em sẽ tặng các chị giá là 160.000. Comment thì em Hiền làm mã 00 và để lại số điện thoại 160.000 năm quần. Em thề luôn các chị mua đi, mua 5 chiếc quần khác nhau mình sẽ trải nghiệm được 5 loại quần khác nhau. Trong này có hai loại con quần su mặc siêu mát nha, mặc rất là nhẹ nha, và ba loại quần ren. Quần ren nhà em thì mềm lắm, quần ren nhà em không hề ngứa tí xíu nào. Comment thì em thì nó sẽ là mã 00 và để lại số điện thoại 160.000 cho 5 quần. Đây là cái giá mà chỉ áp dụng cho người chốt đơn trên live thôi, nhớ tranh thủ nha. Còn áo lót đệm giày đợi em một tí xíu em sẽ lên áo lót ngay bây giờ. Comment thì em thì là 00 và để lại số điện thoại 160.000 5 quần. Mọi người có thể xem nhá, đây là 5 mã quần rất là đẹp luôn. Mỗi một mã thì nó sẽ có rất là nhiều màu. Xin phép là cũng không chọn màu, chỉ chọn là 5 mã quần thôi ạ. Comment thì em là 00 và để lại số điện thoại. Em Hiền qua mã nhé cả nhà. Cái giá này chỉ có áp dụng cho mọi người chốt đơn trên live thôi. Và em Hiền chỉ có chốt cái set như thế này dành cho mọi người xem live của nhà em Hiền. Chứ mà giá inbox thì em Hiền sẽ không bán được cái giá như thế này. Comment thì em Hiền là mã 00 nhá cả nhà nhá, 00 và để lại số điện thoại cho em. Đây là một set sẽ là 5 chiếc như thế này, giá của nó chỉ đang có giá là 160.000. Chị không thích quần su đúng không? Thế thì em lấy cho mình ba cái set này, em gộp chung vào ba set này cho chị nhá. Bác nào không thích quần su, thực ra là ở đây, ở trong này nó sẽ có hai mã quần su, nó kiểu su pha ren rất là đẹp luôn. Còn bác không thích quần su thì em sẽ đóng cho bác là hai mã, ba mã này nhá. Mã của nó sẽ là 00 và để lại số điện thoại này, 00 và để lại số điện thoại cho em. Ok rồi, em Hiền qua mã khác nha. Các chị có thích lên cặp cao không ạ? Cặp cao, ôm bụng, ôm mông thì mình có thể comment thì em Hiền lên nhé. Form to, lên rất là đẹp luôn ạ. Cái set Kevin của em Hiền đang mặc lấy thì comment thì em Hiền là set Kevin và để lại số điện thoại cho em. Cái này em có màu trắng, có màu đen và có màu em Hiền đang mặc ở đây là màu cam. Thì cái set này em Hiền đang bán là 280.000. Và cái dòng này nó sẽ có mút nhá. Và mút này thì nó sẽ là mút rời, nên các chị có thể nhét thêm mút thêm, đệm thêm cho nó dày hơn cũng được. Hoặc là mình có thể làm mút mỏng, mình bỏ mút ra, mặc cho em cái miếng rắn ngực như em Hiền đang mặc ở đây cũng là ok này. Cái mã này comment thì em là set Kevin ạ, 280.000 cho một set. Hàng này hàng cao cấp nhé, chất liệu cốt tông rất là mát luôn. Em bây giờ hiện tại em Hiền cũng đang mặc cái loại này, kiểu như là mặc thay áo lót, bởi vì em Hiền không thích mặc áo lót lắm ấy, nên là hay mặc kiểu như thế này. Hoặc là em Hiền hay mặc cái áo C26 ấy, là cái áo mà em Hiền nói là chân nái của em rất thích mặc su. Một là hàng không mút không gọng đấy, rất là thích cái kiểu như thế, và cái su nó cũng không mút không gọng gì cả. Cặp cao, và các chị thích lên cặp cao, các chị thích gộp set quần chip ghen bụng cặp cao nhé. Ok để em xíu này, bây giờ các chị thích gộp set hay là các chị thích bán lẻ, nghĩa là mọi người muốn mua lẻ một set 5 quần hay là muốn mua gọi là gộp set, thì các chị muốn mua như thế nào? Thì gộp set thì em sẽ gộp 5 mã quần lại với nhau, hoặc là bán lẻ riêng một set nhá. Thì bây giờ em sẽ tách lẻ riêng một set cho các chị nhá. Đây, tách lẻ cái con quần này. Đây, mã này comment với em Hiền. Mã này comment thì em Hiền nó sẽ là mã quần đúc này. Các chị ơi, cái con quần này thì em còn số lượng không nhiều lắm đâu, nên em chỉ còn một ít. Bây giờ hiện tại nó cũng đang bị lẻ sai ấy cả nhà. Quần này comment thì em là quần đúc này, cặp cao, ôm bụng, ôm bông, và bây giờ là mùa hè rồi. Đây là mùa hè đây, các chị sẽ rất là thích những cái loại quần như thế này, mặc mát lắm, và cái quần này mặc nó không hề tụt nhá. Nó khá là ôm luôn ạ. Và quần này em Hiền đang bán là 130.000 cho 5 quần. Comment thì em là quần đúc và để lại số điện thoại cho em. Mã của nó sẽ là quần đúc nhá. 130.000 cho 5 quần này. Quần đúc và để lại số điện thoại cho em. Ok chị ạ, màu rất là đẹp luôn. Nói chung là quần này thì có size từ 40 cân đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa cho em. Rồi tiếp theo nhá, mã tiếp theo của em Hiền này, cặp cao này. Cặp cao em Hiền có cái mã này là mã Q28 này. Cái mã này rẻ vô cùng luôn, hàng xịn. Cặp cao, ôm bụng và ôm mông. Quần này chỉ đang có giá là 140.000.
140.000 cho 3 quần. Nghĩa là một set của em Hiền có 3 quần và chị nào cân nặng từ 52 cân trở lên, 52 cân đến 70 cân là các chị sẽ mặc vừa được con quần này giúp em. Mã này comment thì em Hiền nó sẽ là mã Q28. Q28 và để lại số điện thoại cho em. Q28 và để lại số điện thoại nhé cả nhà nhá. Con quần này chỉ đang có giá là 140.000 cho 3 quần thôi, rất là rẻ. Quần chip cạp cao mà ôm bụng ở ghen bụng ạ. Đây quần chip cạp cao ghen bụng thì mình có con Q16. Nó lại loại là loại quần cốt tông, mặc lên nó khá là ôm bụng và ghen bụng. Đó, nó không có bị khó chịu một tí xíu nào cả. Quần chip đùi mà cạp cao có chéo. Có chéo nhá. Đấy là quần ghen đúng không? Cái quần đấy là quần định hình đúng không chị? Có phải là quần định hình không? Đây, các chị ơi, còn các chị mà thích kiểu dạng như kiểu quần chip ý, quần chip kiểu như là quần chip ghen bụng thì mình lấy sang cái loại quần này, cốt tông nhá, cao qua rốn luôn. Mã này em thì đang bán là 69.000 một quần mà bây giờ em thì đang giảm còn có 200.000 cho 5 quần thôi. Mã này comment thì em thì nó sẽ là mã Q16 giúp em. Q16 và để lại số điện thoại cho em Hiền con quần này. Giá của nó bây giờ chỉ còn có 200.000 cho 5 quần, nghĩa là còn có 40.000 một quần. Giá cũ của nó là 69.000, bây giờ giảm còn có 40.000 thôi. Quần này thì khoảng dưới 65 cân mọi người mặc vừa nhá, 48-65 cân. Đấy, quần chip này mặc lên khá là ôm và gọn bụng lắm, nên là bác nào mà muốn ghen ghen vừa vừa sẽ theo kiểu dạng quần chip mà ghen bụng thì mình có thể lấy sang loại này cho em. Cái phần đùi của nó là kiểu chất liệu đúc như này này. Mấy cái chất liệu này thì mặc khá là mát, nó không có bị bó đùi và không có bị kích cả nhà. Mã của nó sẽ là Q16 cho em. Đây, màu nó sẽ như thế này, Q16 và để lại số điện thoại. Các chị mà thích quần chip ghen bụng thì lấy sang cái loại này cho em Hiền nhá. Loại này là loại khá là đẹp đấy ạ. Có 40.000 một cái thôi. Bình thường quần này em Hiền đang bán là 69.000. Còn em có một cái loại nữa là mã Q7. Quần định hình thì đợi em một tí xíu nhá. Rồi em Hiền có một cái mã Q7. Đó là quần chip ghen bụng. Thì đây, để em xem nào. Đây, quần chip ghen bụng đây. Quần này là quần ghen bụng, quần chip ghen bụng đây. Mã này là mã Q7. Quần này đang có giá là 119.000. Em đang giảm còn có 85.000 một quần thôi. Đang giảm qua quần này còn có 85.000 thôi. Đây, quần này là quần chip ghen bụng nhá. Mã này comment thì em thì nó sẽ là mã Q7 cho em. Em có size là L, XL và 2XL. Nói chung là con quần này nó sẽ đánh từ size L trở lên. Nên là chị nào mình có cái cân nặng là từ bao nhiêu cân nhở? Từ 40 cân trở lên 65 cân là mình sẽ mặc vừa con quần này. Quần này thì nó sẽ có thanh chống cuộn và cạp nó cao, nó rất là ghen đấy. Các chị mặc lên nó phải ghen tầm 3-4 cm bụng của các chị nhá. Mã này comment thì em là Q7 cho em nhìn ạ. Em đang giảm còn 85.000, giá cũ của nó là 119, giảm còn 85.000. Q7 và để lại số điện thoại cho em. Quần này cũng khá là đẹp đi nha. Đẹp lắm. Q7 và để lại số điện thoại cho em Hiền con quần này. Ok chưa ạ? Để em Hiền qua mã khác tiếp theo này. Còn quần định hình. Quần định hình thì nhà em có mã này. Đây, quần định hình này có mã này là rất là đẹp luôn. Thì đây là cái loại quần siết và ghen bụng nhiều nhất luôn. Quần này thì hầu như là trên like nào em Hiền cũng like, và không like thì các chị cũng hỏi rất là nhiều. Nên là em Hiền sẽ giới thiệu quần này hôm nay sẽ không mặc nữa và em dơ cho nhanh nhé cả nhà nhé. Thì quần này comment thì em Hiền nó sẽ là mã Q1 cho em. Đây, quần này comment thì em Hiền nó sẽ là Q1 này. Quần định hình ghen cả bụng trên, ghen cả bụng dưới và nó đẩy mông, nâng mông và ghen cả phần đùi. Mã này của nó sẽ là Q1 và để lại số điện thoại cho em. Quần này các bạn mặc cực kỳ siết luôn, các chị mặc một thời gian lâu dài thì nó còn cả định hình cả eo nữa cơ, chứ không phải là riêng là chỉ mặc đơn giản là ghen bụng cơ. Các chị ạ, quần này thì em hiện đang có giá là 220.000 nhá. 220.000 loại quần này. Comment thì em thì nó sẽ là mã Q1 và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ. Em có size là L, XL và 2XL, quần nó rất là đanh, ghen hết bụng trên bụng dưới. Và khi các chị mặc nhá, cái vạt chéo này nó sẽ nằm ở mặt sau và cái vạt mà hai mặt này nó sẽ nằm ở mặt trước thì nó để nó ghen cả bụng dưới, ghen cả bụng trên luôn, và chất này nó rất là đanh. Cái chất này em Hiền bảo hành là mặc các chị mặc nó sẽ không có bị cuộn và nó không có bị co lên hay là bị gập quần nhá. Mã của nó sẽ là Q1 cho em Hiền ạ. 220.000 một quần. Em Hiền có size L, XL và 2XL, size bé nhất của nó sẽ đánh từ size L nhá. Bác nào mà muốn tìm quần gọi là ghen bụng nhiều nhất mà siết bụng nhiều nhất, mặc những cái đồ ôm body, những cái đồ mỏng mỏng mà không lộ viền thì mình có thể tham khảo loại này. Trời ơi, nhìn thế này thôi nhưng mà cái quần nó mặc lên thích vô cùng luôn ạ. Mã là Q1. Mặc trong váy body à? Thực ra các chị ơi, váy body thì nếu như váy body, cái chất váy body nó quá mỏng thì nó sẽ bị lộ thôi ạ. Còn mà cái chất nào mà nó như hôm qua em Hiền có mặc quần legging ở bên trong, mặc quần này và mặc quần legging ở bên ngoài thì nó không có bị lộ. Thế nên là váy body bình thường thì không vấn đề gì đâu ạ. Còn cái váy body, nhưng mà cái chất liệu của cái váy body nó là một cái chất liệu cốt tông mà siêu mỏng á thì nó sẽ bị lộ nhá.
Còn váy body mà cái chất bình thường thì không vấn đề gì đâu. Mặc những cái chất dày không vấn đề gì đâu bác nhá. Q1 đây thì là 220.000 cho một quần hàng xịn đó cả nhà ơi. Em chỉ bán loại 1 thôi. Cái loại này nó có cả hàng loại 2, loại 3 và hàng rất là kém. Mà đây là 220.000 cho một quần Q1 và lại số điện thoại cho em. Rồi tiếp theo, cái con quần mà mấy hôm nay mọi người đang ai cũng đang khen cái loại quần này là một em quần đâu ấy nhỉ? Chưa để lên đây. Đang con quần này. Quần gen lọt khe à, cái quần gen dáng nửa mông của nhà em Hiền. Mã quần gen này. Trời ơi, đỉnh chóp luôn các chị ơi. Mạng kém quá không xem được hả? Đến cái lúc quan trọng chốt đơn lại không xem được là thế nào? Cái lúc mà xuống tiền này không xem được là thế nào, buồn đời ghê luôn á. Rồi, em này comment thì em Hiền nó sẽ là mã Q61 này, quần gen dáng nửa mông các chị ơi. Quần này là quần gen dáng nửa mông nhá. Quần này các chị mặc thử cho em như mùa hè mà con này bao thích luôn, mặc xinh thích lắm luôn á. Mã của con quần này là mã quần này comment thì em Hiền nó sẽ là mã Q61 và để lại số điện thoại cho em. Quần này em Hiền đang giảm chỉ còn có 175.000 năm quần thôi. Quần gen dáng nửa mông mặc lên rất là sexy nha. Ôi sao có chỗ bán Q1 hơn 500 ấy. Cái này em Hiền cũng không biết nữa, tại vì người ta còn lãi nhiều chị. Người ta chạy quảng cáo. Bác cảm thấy chỗ nào tin tưởng thì mua, tại vì là có những shop người ta còn bán 350. Người ta lấy hình ảnh của em cơ, người ta còn lấy hình ảnh, lấy clip của em. Một ngày em có N khách hàng là tăng em thẳng vào trong cái clip đấy, tăng thẳng vào trong cái shop đấy là Hiền ơi, shop của Hiền ấy à, Hiền ơi shop này bán 350.000 này, Hiền bán có 220.000 thôi. Thật ra em sẽ có một cái lý do như này. Có shop bán 500, có shop bán 650.000, có shop bán cao nhất con này là 680.000. Thì cái đợt đầu tiên, cái mã quần này nó đã có từ năm ngoái rồi. Thì đợt đầu tiên nó về hàng nó rất là khan. Và khi các chị phải hiểu là khi mà hàng mới về ấy, thì luôn luôn giá nó sẽ bị cao. Đấy, giá nó cao lắm thì có shop người ta bán cao nhất là 680.000 chứ không phải là hơn 500 đâu ạ. Nhưng mà bây giờ thì bây giờ nó có hàng loại 2, loại 3 và hàng loại rẻ, có shop người ta bán có 101 thôi. Thậm chí có shop bán có 99.000 thôi. Trên Shopee bán có 99.000 thôi. Nhưng cái hàng đấy là hàng rất là rẻ. Còn lý do tại sao em Hiền bán 120.000 này như này. Em Hiền khẳng định các chị là em Hiền bán là bán hàng loại 1, không bán hàng rẻ. Cái thứ hai nữa là nhà em Hiền, các chị biết ạ, đợt này Facebook nhà em Hiền nó cũng kém tương tác, các chị em Hiền không có chạy quảng cáo, chỉ có livestream thôi. Và em Hiền cũng không có cửa hàng. Hầu như mọi người quay lại, hầu như mọi người đang xem livestream ở đây thì hầu như các bác đã có ít nhất là cũng phải 2 đến 3 đơn hàng nhà em rồi, mua hàng nhà em nhiều rồi. Nhưng là em Hiền bán hàng dựa trên là khách hàng cũ, mọi người mua đi mua lại và khách hàng giới thiệu, chứ em Hiền không có chạy quảng cáo, không có làm marketing. Hay là các shop người ta bán hơn 500.000 là người ta bán trên cả sàn, trên các cái loại sàn, hay bán trên cả top, hoặc là người ta chạy quảng cáo. Cái chi phí chạy quảng cáo đến một tay khách hàng để một người chốt đơn nó phải rơi vào hơn 100.000. Ít nhất shop nào bây giờ đang chạy đỉnh nhất, rẻ nhất nó sẽ rơi vào tầm 50-60.000 cho một đơn hàng, cũng như là mất phí cho Facebook. Mà bây giờ các chị biết không, chạy quảng cáo không phải cứ chạy bỏ tiền ra chạy là có khách. 100 khách thì may ra mới chốt được 20-30 khách, tại vì người ta còn xem xét chán người ta mới mua. Cái thứ hai là bây giờ chạy quảng cáo nó còn mất thêm cả đánh thuế nữa cơ. Như em Hiền là mất thuế là mất 5% thuế, nghĩa là em Hiền chạy 5 triệu là em mất đâu đó mấy trăm nghìn, mất thêm tiền thuế nữa, tiền thuế 5% thuế chạy quảng cáo nữa cơ, nghĩa là nó mất rất nhiều tiền. Còn đây mọi người biết không, em Hiền chỉ có live chứ thì chỉ bán không thôi. Em Hiền với cả là chỉ bán ở nhà thôi, nên là cái chi phí mà cái lợi nhuận em Hiền ít hơn. Đấy tại sao mọi người cũng có hỏi em Hiền là tại sao Hiền ơi, cái đai latex Hiền bán có 359.000 mà các số bán 1.1-1.2 thì nó cũng có lý do cả. Người ta cũng có cửa hàng, người ta cũng có marketing chạy quảng cáo. Và hơn nữa là người ta thêm một cái nữa là người ta bảo hành hạ sai. Còn nhà em Hiền là bán một cái là bán một cái thôi, nhưng người ta tính ra là bán hai cái. Nó có rất nhiều chị à, nên là rất là khó để trả lời. Còn bản thân khách hàng á, mọi người cảm thấy là cái shop này mình cảm thấy thực sự tin tưởng thì mình sẽ mua. Tại vì mua hàng online nó có phải dựa theo là thứ nhất là quen biết, thứ hai là tin tưởng. Mình cảm thấy là cái shop này, mình cảm thấy cái bạn bán hàng này uy tín thì mình mua thôi. Chứ bây giờ mình không thể nào là ôi tại sao mà shop người ta bán 500.000 mà tại sao mình bán 200 mấy là mình bán hàng rẻ. Không phải đâu ạ. Hoặc là có nhá, em tự tin luôn là có những cái shop chứ không phải là không nhá, có những shop nó cùng lấy mặt hàng như em mà nó bán có 190 thôi. Đố các bác tìm được shop đấy các bác qua đấy bác mua. Nó có vô vàn giá lắm cả nhà ơi, tùy theo là người ta lãi nhiều lãi ít thôi. Hay là có thể cái shop này nó cũng cùng bán cái mặt hàng như kiểu của em, nhưng nó bế ế các chị ạ, nó không bán được hàng thì nó phải xả lỗ thôi.
Như bản thân em nhập nhiều quá mà em không bán được hàng. Ví dụ em nhập con đấy là 200, em bán 220, nhưng mà ít nữa em lỗ, gọi là kiểu nó tồn động lại vốn rất là nhiều rồi, n thứ khác mình không thể bán được hàng là mình phải xả lỗ, có khi 100.000 mình phải bán. Nó nhiều lý do lắm chị ơi, chứ không phải là cứ nhập về là lãi, nhập về là bán được đâu. Như cái set bộ ấy, em hiền bán, em nhập cái set bộ, em thưa các bác là, xin thưa các bác là cái set bộ đấy em hiền ôm với giá thanh lý là 350.000 một bộ. Hiện tại em hiền đang bán là 399.000 một bộ, là hiện tại em hiền đang lãi 49.000 một bộ, và em hiền bán được gần một nửa hàng rồi. Nói chung là cũng chưa lấy được vốn, nhưng mà bây giờ mình đang muốn xả hết đi, để mình gọi là sắp tới nếu mà có thể em mà xả đi thì em hiền phải bán hồi vốn, để gọi là thu cái vốn về để mình đầu tư cái khác, mình nhập cái khác. Đấy, nó đau đầu lắm. Có thể xét bộ các chị xem 1 tháng 2 tháng nữa em liền xả chẳng hạn, hoặc là nếu mà vốn mà em hiền mạnh thì em lại đóng hết kho, em hiền không bán xét bộ nữa, em dọn hết đi, xong rồi sang năm em bán. Đấy là vốn em mạnh mà, còn nếu mà vốn em kém quá thì em lại xả. Ok chưa? Áo em hiền đang mặc đúng không ạ? Áo em hiền đang mặc, comment thì em là set Kevin nhá. Cái này thì đang có giá là 280.000 cho một set. Ok chưa? Rồi, mã này, cái này comment của em hiền nó sẽ là mã Q61 nhé cả nhà nhé. 175.000 cho 5 quần. 175.000 5 quần em hiền cái này. Mã của nó sẽ là Q61, và để lại số điện thoại cho em. Rồi các chị ơi, bây giờ các chị muốn lên áo điện giấy hay lên áo điện mỏng nhỉ? Thanh ơi. Các chị bác đợi em xíu, em như gọi nhân viên. Thanh ơi, chị nhờ một tí. Rồi bây giờ các chị muốn lên áo đệm giày đúng không? Đây được, em xíu em Hiền sẽ lên áo đệm giày cho các chị nhá. Lên sale một vài con áo. À, áo 5 khuy hả? Áo 5 khuy này. Em có tầm 4 khuy thôi, chứ 5 khuy hầu như là áo 4 khuy thì em sẽ nhiều, chứ 5 khuy thì ít lắm. Em có một con áo này như là 4 khuy hay 5 khuy này. Bản to rất là đẹp em, 4 khuy hầu như áo em 4 khuy. Chị hỏi này, hàng về rồi đúng không? Hàng về rồi đúng không? Cái đơn của chị Hằng Lê nhắn từ trong nhóm là nhặt hàng của chị để chị qua lấy thì đã nhặt chưa? Hỏi đi, tại vì khách đang muốn đến đấy. Rồi ok, em thì lên áo 5 khuy là em thì có mã này nhá. Em có mã này, 5 khuy đang bán rất là chạy của bên em. Đây, em có mã này 5 khuy rất đẹp. Cái mẫu này xinh lắm. Hiện tại cái mẫu này thì đây là một trong những sản phẩm mà đang bán rất là chạy của nhà em Hiền. Mã này comment thì em Hiền nó sẽ là mã C29. Em Hiền không có loại 5 khuy, nhưng mà cái loại này loại 4 khuy thì bản nó khá là to. Áo này thì bác nào mọi người gầy gầy nhỏ nhỏ, mọi người có thể mặc thành áo bra cũng rất là đẹp nhá. Là mình có thể mặc áo ghen lưng ghen mượn nách rất là ok. Mã này comment của em Hiền là mã này mọi người comment của em Hiền nó sẽ là mã C29 thôi em. Đây, comment của em Hiền nó sẽ là mã C29, em giơ bảng màu các chị xem nhá. Mọi người nên nên chốt một con này, là mấy hôm nay là nhà em toàn đóng cái mã này thôi. Đây ạ, mút của nó rất là đẹp, mình mặc thành áo bra cũng rất là ok này. Comment hỏi em Hiền. Ngọc ơi, đi lên đây Ngọc ơi. Comment hỏi em Hiền nó sẽ là mã C29 cho em Hiền áo này. Áo này em Hiền đang sale chỉ còn có giá là 169.000 thôi. 169.000 một áo ạ, C29, và để lại số điện thoại cho em mã này. Đây, rất là đẹp luôn ạ. C29 nhá. C29 và để lại số điện thoại cho em. Em ơi, chưa ai chốt đơn á? Sao lại chưa ai chốt đơn? Nhắn ở trong nhóm là nhặt hàng ra cho khách. Bây giờ 10 phút nữa khách đến rồi lại hỏi chưa ai chốt đơn.
có cái đơn hàng ở trong nhóm Facebook ấy, em kéo xuống đơn của chị Hằng Lê, nó có 4-5 sản phẩm, chị bảo là nhặt hàng đi, 10 phút nữa khách qua lấy, bây giờ khách đang qua đến nơi rồi. Cả hai bộ đấy ạ. Trong nhóm đơn nào đơn Hằng Lê, nhìn ở trong nhóm hỏi Phương xem. Đưa đây, đưa điện thoại đây chị chỉ cho. Hai bộ chị có lấy bộ nào đâu, đơn của chị Hằng Lê cơ mà. Trời ơi, sáng không ai đọc tin nhắn luôn. Đây này, Q43 size L, V6 màu rêu, C1 màu da, 2 chiếc. Đã chuyển khoản rồi, bây giờ nhặt hàng đóng hàng vào, khách qua lấy bây giờ. Thế mà cũng không ai thèm đọc tin nhắn luôn đây này. Đây. Đây. Đã nhặt là đã bảo là đóng hàng đi. Vào kiểm tra cái tin nhắn của chị Hằng Lê đi. Xong rồi cho cái số điện thoại của em để chị đến chị gọi. Không ai check tin nhắn cả. Ngọc ơi. Các bác đợi em xíu nhá. Ủa, nhân viên mới. Ngọc ơi. Gọi xong câu trước câu sau quên luôn. Em vào tin nhắn, em canh đơn của chị Hằng Lê cho chị. Chị đang qua bây giờ, mà máy chị đang để chế độ máy bay. Em cho chị số điện thoại của em đi để chị đến chị gọi cho em. Ok, C29 cho em Hiền ạ. Con này em Hiền đang sale có 169.000 thôi, rất là rẻ nhé cả nhà nhé. Áo này đẹp lắm ạ. Bác nào mà muốn ghen lưng ghen mỡ nách thì các chị có thể chốt sang cái mã này này. Cái bản sau của nó là bản đúc ấy. Những cái bản này mặc lên khá là mát luôn. Cái gen này nó mềm quá trời luôn, cái gen này. Nói chung là đẹp, chiếc này rất là đẹp luôn ạ. Em có màu hồng là 1, đỏ là 2, kem là 3 và đen là 4. Hiện tại ấy, cái mẫu này là em Hiền chỉ có đủ cái số lượng ít hàng ít để chạy kiểu như là bán online, bán trên Facebook thôi, kiểu như là livestream thôi. Chứ hàng này em Hiền chưa về được số lượng nhiều. Con này mà em Hiền về số lượng nhiều cái là em Hiền sẽ chạy quảng cáo ngay cái mã này. Thì một ngày chỉ đóng đơn con áo này thôi, đây đẹp quá trời luôn, năm nay về được cái mã này rất là xinh luôn ạ. C29 cho em Hiền nhá. 100 con này giá của nó chỉ đang có là 169.000 thôi. Rồi đệm giày này, thông báo các chị là cái con C51. Các chị ơi, bác nào đi chốt C50 thì chốt ngay của em Hiền nhá. Tại vì cái mã C50 này của em bây giờ em chỉ còn 34, 36, cái màu đỏ 38 chỉ còn vài con màu cam và vài con màu kem thôi. Ôi chết rồi, con màu nâu nâu đâu rồi. Đây, mã này 175.000. Em này đang là 175.000. Mà hiện tại đang giảm còn rất rẻ đây. Đợi em một tí xíu mã này. Mẫu này chuẩn bị là không có hàng để bán nữa nhá. Ơi. Trời ơi, quá đẹp các chị ơi. Đây. C50 phiên bản cà chuốc các bác ạ. Rất là nâng đẩy luôn. Rồi em livestream trong kiểu trong lòng bất an đấy các bác. Thì nhân viên nhà em, các bạn đi toàn nhân viên mới, chưa biết xử lý đơn thế nào cả. Comment của em Hiền nó sẽ là mã C50 cho em Hiền này. Áo này là đệm giày. Em áo này đệm giày của nó sẽ là đệm giày 3 phân nhé cả nhà. Và dòng này của em là dòng có gọng này, mút mỏng, hàng su lên rất là đẹp luôn. Con này em thì đang giảm còn có 99.000 thôi. Em có cả cái màu nâu nữa. Đây, em sẽ lấy màu nâu các chị xem. Em có màu nâu, có màu màu kem và màu đen em thì đang mặc ở đây. Thì áo này em thì đang sale còn có 99k một áo thôi. Đây ạ. Còn có 99k một áo phiên bản cài trước như thế này nhá. Dòng này rất đẹp luôn. Mọi người tranh thủ chốt vì cái mã này hiện tại là 34, 36 thì em còn đâu đó mỗi màu em còn tầm 20 cái. Còn 38 nhé, 38 hiện tại em chỉ còn màu đỏ và còn màu kem sáng này thôi ạ. Và xin phép con này thì em thì sẽ không chọn màu, nên bác nào 38 chắc chắn là mình sẽ nhận được màu kem hoặc màu đỏ thôi. Còn có 3 hay 4 cái màu kem là mã này em thì hết sạch hàng. Trời ơi, dòng này nha, ngực bé mặc lên rất là đẹp luôn. Mã của nó sẽ là C30. Áo này là mút dày. Áo này mút của nó là mút dày dành cho ngực bé đấy cả nhà. Các bác mà có ngực mình sẽ mặc của em thì áo nhà nhá. C30 và để lại số điện thoại cho em.
Em xin lỗi cả nhà, C50 em nhầm. C50 ạ, 99k cho một áo. 99k một áo này. C50 và để lại số điện thoại cho em. Ôi các chị ơi, chắc là em xin phép cả nhà cho em liền dừng like. Một lát em sẽ quay trở lại, hoặc là tối nay giờ em đang có khách đến mà nhân viên nhà em các bạn ấy còn không biết là hàng hóa như thế nào. Thông cảm của em liền nhá. Em xuống.